24 tuổi nhưng mà em trước đó em đã có 3 năm, 4 năm em chuẩn bị cho cái hành trình của mình. Và khi mà em đi làm ở công ty thì em đảm nhiệm vị trí chạy quảng cáo và em trực tiếp là chạy quảng cáo với một cái ngân sách rất là lớn, hàng tỷ mỗi tháng. Và em cũng là quản lý cái team quảng cáo, trình cố gắng mà nó là đạt được cái thành tựu là công ty tăng trưởng rất là nhanh, góp phần cho công ty tăng trưởng từ 2 chi nhánh, 3 chi nhánh, mấy chục chi nhánh, từ số rất là lớn. Thì em mới nhìn nhận lại, em thấy là mình có năng lực, mình học cùng với công ty là làm được cái công ty. Đó thì từ đó em rất là tự tin, thì mình làm được cái công ty thì em cũng có thể làm được cho em. Và từ đó là em thấy là gọi là đến lúc mà em chuẩn bị đầy đủ để em bắt đầu em ra khởi nghiệp. Vậy thì những ngày đầu ra khởi nghiệp á, em gặp những cái khó khăn? Dạ, những ngày đầu ra khởi nghiệp thì em gặp một khó khăn là em không biết như thế nào để chốt được đơn hàng. Là chuyên môn của em là marketing, là quảng cáo, thì em rất là dễ dàng để có được khách hàng. Và khách hàng rất là nhiều. Tuy nhiên là em đến gặp khách hàng em không biết nói chuyện sao. Em tức là mình có rất là nhiều cái hay nhưng mà mình không biết truyền tải cho họ hiểu. Họ cũng không có tin em. Đó, do đó ban đầu em không có được khách hàng, nó lây hay gì và Vậy thì cái cách nào để em khắc phục những cái điểm yếu của em đó? Dạ thì là sau mỗi lần gặp khách hàng không thành công thì về em ngẫm nghĩ lại, rồi kết hợp với cái việc mà học nhiều về bán hàng, đặc biệt là học với cái khóa sale bên như thầy. Đó thì khóa sale đó là về á, là trước đây là quá ra là mình nhìn nhận lại là thật ra là không bán hàng là không có bài. Sau khi mà học cái khóa sale bên thầy á thì về em cứ làm theo công thức đó. Giống như trước đây người ta hỏi giá nhiêu em trả lời cũng giá 5 triệu 7 triệu là theo mất tiền. Sau khi học khóa sale là em biết bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 khi nào có giá xong thì làm thế nào. Thì từ đó là em bắt đầu em có được cái bài bán hàng.